Bây giờ tôi đây quay trần và hôm nay tôi sẽ quay một video với một người bạn nữa. Đó chính là Ôi, chúng mình sẽ chơi Block Food. Gọi là gì? Đi ơi, bây giờ cô muốn đi đâu? Đi cày hộ tớ lên một cái. Nhưng đi cày ở đâu? Anh được đi cày ở đảo Nam Nam Nhiều Quân. Ra đảo trời đi. Không. Cày hộ tớ không? Khi đồ đó, khi đồ tớ vừa đấm chết nó xong. Khi đồ tớ vừa bị đấm chết nó. Đánh nó đi. Đánh nó phát lên. Dù kiểu cái ta đánh nó. Ok, xinh xinh xinh. Lốc xoáy nè. Lốc phát nè. Chèn 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 chèn. Nó có chi máu thì đỡ lại. Ok. Được. Có khi rồi nè. Nãy tôi nhìn thấy rồi. Đúng chẳng xuống. Đi. Đi cày ở đâu? Anh ngồi ôm gì? Gì vậy? Nâng cấp bấm một tí. Để tì. Tớ nâng cấp phòng thủ đi. Ê, tớ nâng cấp phòng thủ lên 42 rồi này. Mất tiền không? Lấy cận chiến mà. Nuôi cận cận chiến. Sao nâng cấp thì giúp đánh hôm nay. Tớ đang nâng cấp cho nó lên tối đa. Kiếm tớ. Đánh nó hộ tớ cái. Mày thích gì? Mày thổ mày phù xí ta bà mày chú á rồi. Để trên nó gần chết rồi. Chéo thêm một phát nó cho nó chết nha. Nó còn một tí máu nè. Lag à? Có cùng hóa được đấy. Cô đâu? Đâu? Đâu thì ai đâu? Lag rồi. Vô kỳ đồ tới kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình phải quay vlog, mình phải quay game khác. Bây giờ cậu muốn quay game gì? Quay game rồi mình. Quá thôi. Không thì thôi. Hãy chơi game này đi. Không. Sắc bài, sắc bia. Hoặc chơi đo. Gì? Hoặc chơi đo. Gì? Hoặc chơi đo. Dạo này cái đam mê giờ mình mất nhiều. Quay cho. Ok, quay con rồi mình mới cũng được. Thế cậu quay một mình nhá. Ok, tớ chơi mình khác. Cậu quay một mình kiểu gì? Phào chưa? Bây giờ cậu muốn chơi chắc tôi mới.
Bút 104 chấp 2 à? Bút 1 chấp 1 à? Bút 1 chấp 4. Bút 1 chấp 4 à? Không phải bút 2 à? Thế có thích chơi chấp tơ mấy? Bút 1 chấp 4 1 nhầm chấp 4 2 Bút 1 chấp 4 chấp 4 Để sao vào ấy? Dạ. Đi một mình à? Không, đợi tí để tớ chết để tớ quay lại thì đâu. Không, chết là cậu vừa quay lại mặt đấy. Được, tắt game ra. Đợi tí nha. Treo xuống, tớ treo con xịt vào mặt. Cậu vừa bên nào là bên bắt đầu, bên bắt đầu. À không, bật tờ báo khởi nghiệp với cậu bấm bên bắt đầu. Tôi sẽ đợi khoảng 4-5 người. Ai đợi tí nhỉ? Ra KOC. Đợi thêm vài người nữa. Kiều mình kiểu đứa nào chơi chapter 4 đây. Vào chapter 4 đi. Bọn tao không sợ đâu. Bọn mày đâm chết bọn tao luôn thì bọn tao còn sợ gì ra. Bù đi đi là đi là đủ đi thì thật. Ta phút nữa không đợi thì mình không đợi được thằng nào thì vào luôn nha. Gì? 5 phút nữa không đợi thằng nào vào dừng khỏi nhá. Về khỏi trong giá không đứa nào không còn đứa nào không có đợi tí để tớ ra tớ nhìn thử xem trong nếu mà tôi thấy sao thằng nào chắc tớ ghen tương bình thường thằng người chơi chắc tớ hai à. Ê vào một thằng lớp tê tê này cũng chơi chắc tớ một book một chắc tớ một này chắc tớ bốn vân anh lớp ti. Quỷ à, ác mộng. Anh nhìn nó ma. Bình thường đây, bình thường. Đây bình thường. Sao chị cũng tớ với cậu mới nói vậy? Bắt đầu đi bạn đi. Bạn không bắt đầu cho tao ra bạn này. Hai bọn mình chơi một mình đi. Cái thằng này. Cái gì? Ok bắt đầu. Ok bắt đầu rồi tạm luôn. Bắt đầu vẫn sẽ trở lại cái đường. Đi. Chơi nữa đây nhé mày và jump scare. Tại tí đang dùng. Không biết khi nào mới vào. Được phạt đấy. Ai à. Để đi đang vào. Cậu đi lên. Kệ cậu nó đi lên. Ui, treo cổ kìa. Ngoài, mở cửa ra. Đấy nhá, tạm mình đấy, ấy cầu thang toàn mình nhá. Thôi đi xuống đi cậu ạ. Có thấy ai không?
Có thấy ai đâu? Đang mở chìa khóa bên này. Lấy chìa khóa. Ôi dạ. Chưa. Đang phải lấy chìa khóa. Đến loại ăn gỗ, sắp đến loại ăn gỗ rồi đấy. Đến loại ăn gỗ. Gỗ gì gỗ. Nó hù mà chả sợ tí nào luôn. Ây da. Tờ đâu. Thế là ăn ghế đoạn gỗ đây. Sắp đến lại trường học rồi đấy. Ôi cô ma. Ma mày đi xuyên qua nào, đi đi, ma đâu, ma, sao tao nhìn được con ma, tao sợ thế nào à, mà nó ngu như bịp ấy, cậu nhìn trước tớ nhìn sau. Ê, ê đứng xa của anh ạ. Tớ vừa thấy nó nói gì chuyện hay sao ấy. Trời ơi, con này. Nào con nào? Con này. Con là mũi tên tớ đang chỉ. Nó mà đi di chuyển là mình phải dễ đánh mạch đấy nhá. Dễ đánh đạch. Này. Nó vừa nhúc nhích một tí. Ừ. Nó vừa nhúc nhích kìa. Cái con đằng sau. Con này có thể ấy, mày con này nhìn kia. Mặc dù con này đúng phải con gấu nhưng mà nó chưa di chuyển nhưng mà mình chạm vào nó là mình vẫn chết đấy. Nên đừng chạm vào nó. Thôi. Wow. Đến lại trường học rồi. Là phải gặp cái con bố rồi. Ờ. Ác mộng của mẹ. Con mẹ mày. Cậu đâu? Cậu đâu? À đây. À đây. Bây giờ nút chạy này. Nút chạy ở đâu? Tớ không có nút chạy. Có phải ấn chứ gì ấy. F. Không. F là mở. Chạy ấn nút này. Đắp cái gì. Không đắp cái gì đi rồi. Chị biết. Nhưng mà quả này có chết thì đúng hơn ấy. Có khi tớ phải đi bộ. Hay cậu thử ăn chứ. Ăn giữa này. Ăn giữa không được. Hay là tay. Cái cậu chị làm được cái vị ăn hại rồi à? Để tớ ăn. Chị mê ba con bướm. Ở đây. Cậu trốn, cứ trốn trong một phòng đi. Có con bướm này không lấy à? Cứ lấy đi. Sao trông con bướm à? Không có con bướm. Ở đâu nhỉ?
Từ từ nha, từ từ. Ui, thấy rồi, đứng ở đằng sau lưng nó. Ở đây có. Có chìa khóa rồi à? Có một cái chìa khóa. Họ gần đây. Đùa. Đang đóng cửa, đóng cửa. Từ từ nha. Khiếp, chân to như chân con lòng ấy. Giống bình bình như cái gì. Tớ nghĩ là đến đoạn đánh bà ra mà tớ nghĩ tớ không có ăn hại rồi. Tớ ăn hại rồi. Tay tớ kéo có nút chặn. Ở đâu nhỉ? Ở đâu ấy? Chứ là nó to đấy. Hay là thằng ngu. Ngu à? Ngu vậy. Ta làm sao làm mày? Ừ, không thấy à? Ngu đi. Sao nó không chơi rồi, mới hơi rén. 3, 2, 1. Rồi tôi chạy tự sạch. Không nó đấy. Éo. Đi vậy. Vừa có nghe tiếng chân. Vừa có tiếng chân. Khiếp trên tộc. Cái gì đấy? Gì đấy? Nó đóng cửa bạn để nó đỡ phải đánh. Đóng mở cửa hóa đi. Có người. Đây đừng 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 đừng. Ok, nó lên đường 2. Tớ đi ngủ đây. Để nó tự tìm, tớ đi ngủ đây. Ừ, để nó tự tìm, ngăn động ngăn 2. Ngăn 2. Nó tự tìm, tớ đi ngủ đây, tớ đâu có tìm được tớ luôn. Ở bên ngoài đấy, rồi. Tớ đâu có tìm được tớ luôn trong phòng này. Đây. Giờ chán quá. Chân to. To đâu? Like. Thôi, mặc dù tớ chẳng dễ nhưng mà để nó tự tìm còn hơn. Thôi, đi ngủ. Lười á. Thôi, đi ngủ. Lười á. Ui, còn một cái nữa, còn một cái nữa. Đừng có ăn hại giờ, hàng kia. Để nó tự tìm, bọn mình không cần phải tìm hề. Thằng bạn mới nhất của mình. Lớp TT. Nó ra rồi. Để nó tự tìm. Để nó tự tìm đồng đội ăn hại rồi. Đấy, đấy gọi là đồng đội ăn hại. Chân to đâu? Thằng Bigfoot đâu? Hello, con nhau. Gì đấy? Ê! À, ok, thằng kia nó tìm được quá. Vì cái gì đâu, được mấy con. Tớ tìm được mỗi một con. Tớ tìm được ba con. Nó tìm hết. Bội. Đúng rồi, đúng rồi. Mặt nó kiểu. Chứ tao đùa. Ở kia. Ở kia. Tối thế. Bật đèn lên cho sáng. Ở đâu nhỉ? Đèn đâu? Ở đây đèn đang bật. Đợi mình cái. Con này chạy nhanh đi. Không đợi bạn đâu. Kệ
các bạn, các bạn ở dưới luôn. Bây giờ là gì nhỉ? Đến nặng cái con ma hùa. Gì? Đến là con ma hùa. Ma hùa đó gì? Lúc mà đi lên con ma hùa. Con ma gì? Cụ tổ. Cụ tổ mình đó. Tự là gì? Tìm ở đâu? Đi lên đây lấy một con bướm. E 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
Nó là gì? Số 5 ạ. 2 5 7 2 cộng ok. Đây tôi lấy cho. U như U ấy. U bị đáng sợ. Nó bị vừa thôi nó nhau rồi. Sắp đến đàn cụ tổ rồi. Đàn cụ tổ rồi. Cứ không khóa. Bây giờ đến là ông cụ tổ. Ông cụ tổ ơi, ông cụ tổ đâu rồi? À đây rồi, đến là ông cụ tổ. Bàn tay thư ra khỏi mặt đó. Đến đây. Đó. Chợt chơi đi nhiều. Bây giờ tớ mới là cái thằng ăn hại nhất này. Tôi đứng đấy luôn à? Ông ấy đổ. Ông đấy, ông cũng cậu đấy. Đây có mấy con đường. Ai rồi. Chết rồi, thằng xong bị ông phát hiện rồi. Không biết. Nó đang ở cái chỗ đi ra ngoài đầu tiên ấy. Ngoài đầu tiên đâu nhỉ? Quỵ. À đây có chỗ này có con bướm này. Có con bướm vàng. À có một lứa đang ở đây. Nhau có. Cái chân nó lấy rồi. Hu 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 hu. Có mấy đứa hàng xóm mình tới đang để chỗ nó máy đặt tiền ở đâu rồi? À đây có hai cái này, đi đốt nhanh. Ba cái này tối quá sao nói mỗi cái là lại có bị phát đấy. Chạy được con gì? Sáu cái anh nhìn bốn cái. Ông cụ tổ nha, ông cụ tổ nha. Ngủ thôi. Như Như biết. Như ấn mạnh. Ấn mạnh cái thứ. Mồm toàn răng, răng đen. Nãy tôi đi đường này là gặp ông cụ tổ. Ông ấy không hiểu ông thư ra từ đâu. Chắc thư ra từ ok, sao? Mình chỉ quay video đến đây thôi. Tại cũng quá dài rồi. Bye bye tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye. Chị đã ít lần nữa.